Hello everyone, I'm Thu, and today we're going to move on Unit 3 of English 12, which is ways of socializing. Ways of socializing. Rồi, vậy thì socializing là gì? Thì nhìn nó bức hình trên đây, các bạn sẽ thấy là đây là mọi người đang giao tiếp với nhau ha, đang giao tiếp với nhau, đang nói chuyện với nhau để tạo mối quan hệ. Thì cái đó chúng ta sẽ gọi là socializing. Rồi, vậy thì có những cách socializing nào và trong những tình huống nào thì chúng ta nên dùng những cách giao tiếp nào? Thì trong bài đọc hôm nay thì bài đọc này sẽ tiết lộ cho chúng ta biết ha. Rồi, thì trước khi bước vào bài đọc, chúng ta sẽ lướt qua vài từ mới. Phần vocabulary ha. Rồi, thì đầu tiên chúng ta thấy đây là một cô gái đứng vẫy vẫy, cầm hai cây rất là sáng ha, vẫy vẫy và nói là look at me. Thì cái cô này muốn mọi người chú ý tới mình, muốn mọi người nhìn mình, đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ có chữ attract. So attract là một verb và nó có nghĩa là to make people to have a particular reaction. To make people have a particular reaction. Rồi, thì chúng ta sẽ có cái phrase collocation của nó là attract somebody's or someone's attention. Attract someone's attention ha, attract someone's attention. Rồi, thì nghĩa của nó sẽ là thu hút sự chú ý của ai đó, thu hút sự chú ý của người nào đó. Rồi, và chúng ta sẽ có example là she tried to attract the attention of the waiter. She tried to attract the attention of the waiter. Rồi, thì cô ấy cố gắng thu hút sự chú ý của cái người phục vụ, của nhân viên phục vụ. Rồi, thì nhắc lại chúng ta có chữ attract, một verb. Và có cái phrase là attract someone's attention. Rồi, the second word, ha. Rồi, chúng ta thấy hai người này đang nói chuyện với nhau và có phát ra âm thanh. Phát ra âm thanh tức là họ nói chuyện bằng lời nói, họ giao tiếp bằng lời nói. Thì chúng ta sẽ có tính từ là verbal. Thì nó sẽ là relating to words, có liên quan đến từ ngữ, bằng lời nói. Thì chúng ta sẽ có chữ verbal communication, giao tiếp bằng lời nói. Và trái nghĩa với lại verbal thì sẽ là non-verbal. Rồi, thì nên, thêm chữ nên là đằng trước thì nó sẽ mang cái nghĩa trái nghĩa. Và chúng ta sẽ có non-verbal, nghĩa là không bằng lời nói, tức là chúng ta sẽ giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể của mình, bằng cái hành động cử chỉ của mình. Rồi, for example, the job applicant must have good verbal skills. The job applicant must have good verbal skills. Rồi, thì những ứng viên cho công việc thì nhất định là phải có kỹ năng giao tiếp tốt. Rồi, nhắc lại thì bằng lời nói thì sẽ là verbal và trái nghĩa với verbal sẽ là non-verbal. The next word we have is instance. Instance này là một noun, danh từ và nó có mang nghĩa là a particular example or case of something. A particular example or case of something. Thì chúng ta sẽ có thể dịch ra là trường hợp hoặc là tình huống. Rồi, example, this is one of the few instances where the director does not succeed. This is one of the few instances where the director does not succeed. Tức là đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà cái người đạo diễn không có thành công. Rồi, chúng ta nhắc lại instance. Trường hợp. And the next word. Rồi, thì ở đây chúng ta thấy một hình ảnh đầu của một cậu bé đang gật ha, đang chỉ xuống và ở đây có chữ yes. Yes thì tức là mang nghĩa đồng ý ha. Và khi đồng ý thì chúng ta sẽ có cử chỉ đó chính là gật đầu. Chúng ta sẽ có chữ nod. Nó là một verb. If you nod, you move your head up and down to show agreement, understanding. Rồi, thì nếu mà khi mà bạn gật đầu thì tức là bạn
sẽ di chuyển đầu mình lên và xuống để thể hiện sự đồng ý hoặc là sự đồng cảm hiểu của mình ha. Rồi, thì chúng ta có nghĩa là gật đầu. Và danh từ của not cũng là not luôn ha. Danh từ của not cũng là not luôn. We have an example. I asked him if he would have me and he nodded. I asked him if he would have me and he nodded. Tức là tôi hỏi là anh ấy có chịu giúp tôi không và anh ấy đã gật đầu, tức là anh ấy đồng ý. Nodded. Nodded chúng ta có thể thay cho chữ đồng ý được luôn ha. Gật đầu. And we have the next word. Rồi ở đây thấy chúng ta thấy có một quý ông ha, có một quý ông thì đang mở cửa cho cô gái bước vào. Thì hành động này là hành động thể hiện sự lịch sự. Thì chúng ta sẽ có chữ polite. Polite. Polite ha, một adjective. Rồi, behaving in a way that is socially correct and shows respect for other people's feelings. Rồi, thì chúng ta sẽ hành động một cách đúng đắn và thể hiện sự tôn trọng cảm xúc của đối phương. Thì chúng ta sẽ có chữ polite, polite, lịch sự, lịch thiệp. Đây, thì chúng ta có từ trái nghĩa với polite, đó là impolite, impolite. Nó cũng là một adjective mà nó mang ngang nghĩa trái với lại polite, nên nó sẽ là bất lịch sự, ha, bất lịch sự, impolite. For example, some people think it is impolite to ask someone's age. Rồi, thì một vài người sẽ nghĩ là hỏi tuổi ai đó sẽ là bất lịch sự ha. Chúng ta không nên hỏi tuổi người nào đó, đặc biệt là phụ nữ. Thì hành động đó sẽ được gọi là impolite, bất lịch sự. Rồi, nhắc lại, tính từ thực sự là polite và trái nghĩa với nó sẽ là impolite. Rồi, chúng ta có từ tiếp theo. Rồi, thì hai người này đang đi chơi với nhau thì ông này không chịu để ý gì hết đến người kia và cứ lo nói chuyện điện thoại vui vẻ. Rồi thì cái hành động này chúng ta sẽ gọi là rude. Rude. Rude cũng là một adjective. Nó có nghĩa là having or showing a lack of respect for other people and their feelings. Rồi có nghĩa là nó sẽ thể hiện sự thiếu tôn trọng cho người đối với người khác ha, và cảm xúc của họ. Thì chúng ta có thể dịch ra là thô lỗ. Thì cái chữ rude này cái nghĩa nó cũng khá là gần với lại chữ impolite, nhưng mà nó sẽ nặng hơn một chút thôi. Giống như chữ thô lỗ và chữ bất lịch sự trong tiếng Việt của mình. Rồi thì chúng ta sẽ có ví dụ là he started swearing and using rude words. He started swearing and using rude words. Rồi anh ấy bắt đầu swearing, tức là dùng những từ ngữ thô tục ha. Dùng những từ ngữ thô tục. Rồi, tiếp theo chúng ta có chữ formality. Formality. Formality thì có nghĩa là correct and formal behavior. Correct and formal behavior. Đây là một noun ha, formality. Tức là những hành động đúng đắn, đúng chuẩn mực, trang trọng rồi nọ. Chúng ta sẽ dịch ra là trang trọng ha. Rồi, thì trái nghĩa với formality tức là informality. 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 Thì nó cũng là một noun ha. Nó có nghĩa là không, nó chỉ nghĩa là thân mật và không trang trọng, thân mật và không trang trọng. Giống như chữ formal và informal vậy ha, thì cái này là một noun của nó thôi. Rồi thì chúng ta có ví dụ là they greeted one another with easy informality. They greeted one another with easy informality. Tức là họ chào hỏi nhau với một cái cử chỉ rất là thân mật. Rồi, chúng ta có chữ tiếp theo. Đây, thì hai người này đang đi tới gần nhau ha, đang đi tới gần nhau. Thì chúng ta sẽ có chữ approach, approach. Rồi, approach, approach đây là một verb, approach. Nó nghĩa là to come near to somebody or something in distance or time. Rồi, thì approach đây mang nghĩa là tiếp cận hoặc là đến gần ha, tiếp cận hoặc là đến gần. Thì nghĩa của chữ approach này nó mang cả về không gian lẫn thời gian ha. Chúng ta có thể nói một cái gì đó đang đến gần, cả chiều không gian lẫn thời gian đều được ha. Chúng ta đều dùng chữ approach được. Rồi, thì chúng ta có example.
We could hear the train approaching. We could hear the train approaching. Chúng ta có thể nghe tiếng đoàn tàu đang đến gần. Nghe tiếng đoàn tàu đang đến gần ha. Approach, approaching. Rồi, thì sau khi xong phần vocabulary, chúng ta sẽ đến với lại task number 1. Task number 1. Thì trong task này, chúng ta sẽ dịch những từ trong sách giáo khoa cho sang tiếng Việt. Dịch những từ được cho trong bài này và dịch sang tiếng Việt ha. Rồi, thì từ đầu tiên chúng ta có là verbal. Thì tất cả những từ này chúng ta đều học trong phần vocabulary hồi nãy, giờ chúng ta sẽ review lại thôi ha. Rồi, thì đầu tiên chúng ta sẽ có chữ verbal. Verbal. Thì verbal là bằng lời nói ha, bằng lời nói. Verbal communication. Và chữ tiếp theo là non-verbal. Rồi, thì non-verbal hồi nãy như cô đã nói thì có chữ non, tức là nó sẽ trái nghĩa với lại chữ verbal. Cho nên nếu mà verbal là bằng lời nói thì non-verbal sẽ là không bằng lời nói, tức là bằng ngôn ngữ cơ thể này nọ. Rồi, tiếp theo chúng ta có chữ attract someone's attention. Attract someone's attention. Rồi, thì chúng ta có chữ attend. Nãy chúng ta có chữ attract. Attract. Thì chúng ta còn nhớ là hình cô gái vẫy vẫy hai cái cây để mà làm cho người ta chú ý đến mình. Thì attract someone's attention chính là thu hút sự chú ý của ai đó, thu hút sự chú ý của người nào đó. Attract someone's attention. Rồi, the next word is impolite. 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 Thì hồi nãy chúng ta có chữ polite, che chữ im đi, polite là lịch sự, lịch thiệp. Thì trái nghĩa với lại trái nghĩa với polite là impolite sẽ là bất lịch sự, bất lịch sự ha. Rồi, tiếp theo chúng ta có chữ rude. Rude. Thì như con đã nói hồi nãy thì chữ rude nó sẽ gần nghĩa với chữ impolite, nhưng mà nó mức độ nặng hơn, cao hơn một chút, thì nó sẽ trở thành thô lỗ ha, thô lỗ. Rồi, chữ tiếp theo chúng ta sẽ có là informality. Informality ha, informality. Thì informality nó sẽ trái nghĩa với formality, trang trọng. Thì nó sẽ mang nghĩa là không trang trọng, đó là thân thiện, thoải mái. Rồi, tiếp theo chúng ta có chữ approach. Approach ha, approach. Rồi, thì chúng ta nhớ cái hình là hai người đang đi đến gần nhau, approach. Thì chúng ta sẽ có chữ approach nghĩa là đến gần, tiếp cận này nọ. Và chữ cuối cùng sẽ là a sly knot will do. A sly knot will do. Rồi, chúng ta có chữ knot ở đây, nãy chúng ta đã học là gật đầu. Rồi, còn slight ở đây là mang nghĩa nó là nhẹ nhàng nữa ha. Vậy thì a sly knot will do nó mang nghĩa như thế nào? Thì ở đây nếu mà muốn biết, chúng ta sẽ lật qua bài đọc. Chúng ta sẽ lật ra bài đọc và tìm cái cụm từ a sly knot will do. Thì chúng ta sẽ thấy là trong đoạn số cuối cùng của bài đọc ha, đoạn cuối cùng của bài đọc. Rồi, thì chúng ta sẽ thấy you shouldn't point at a person or thing you want her to look at. A sly knot will do. Pointing at someone is usually considered rude. Rồi, thì chữ do ở đây nó mang nghĩa gì? Do ở đây này, ở đây nè, chúng ta sẽ thấy là khi mà bạn muốn tạo sự chú ý với một người bạn của mình ha, muốn người bạn chú ý, thì bạn không nên chỉ vào cái người đó, không nên chỉ vào người nào đó hoặc cái vật nào đó, mà chỉ cần gật đầu nhẹ là được ha. Thì chúng ta sẽ dịch ra là cái gật đầu nhẹ là đủ, là đủ ha. Cái chữ will do này là sẽ là đủ, tức là chỉ cần gật đầu nhẹ là được rồi, kiểu vậy ha. Rồi, thì chúng ta sẽ nhắc lại, đầu tiên là verbal là bằng lời nói, tiếp theo là non-verbal là không bằng lời nói. Attract someone's attention là thu hút sự chú ý. Tiếp theo là impolite là bất lịch sự ha. Rude là thô lỗ. Informality là không trang trọng. Tiếp theo approach đến gần. Và a sly knot will do tức là cái gật đầu nhẹ là đủ, là ổn. Rồi, tiếp theo task number 2. Ở trong task number 2 này chúng ta sẽ quyết định decide the best title for the passage. Decide the best title for the passage. Tức là chúng ta sẽ quyết định xem là cái tựa đề của bài đọc này sẽ là gì. Và muốn biết tựa đề bài đọc là gì thì chúng ta cần phải scan qua bài đọc ha, đọc lướt qua bài đọc. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ thấy trong bài đọc này sẽ nói về non-verbal
Communication tức là giao tiếp không bằng lời nói, giao tiếp bằng cử chỉ, hành động. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ thấy trong đoạn số 2, số 3, số 4 hay số 5 thì mỗi đoạn chúng ta thì mỗi đoạn sẽ đưa ra một ví dụ về những tình huống khác nhau về trong đời sống, về việc là làm cách nào chúng ta sẽ sử dụng những cái hành động không bằng lời nói, những cái ngôn ngữ cơ thể để mà thu hút sự chú ý của người nghe, của đối phương. Cho nên là cái title for the passage sẽ là number 8, Attracting Attention, Nonverbal Cues. Thì chúng ta sẽ thấy trong đoạn số 2 này, ví dụ như là you see your brother get off the plane and begin walking toward you. Rồi thấy anh trai của mình xuống sân bay và bước về phía mình thì mình sẽ làm gì? Thì mình sẽ jump up and down and wave kiểu vậy ha. Hoặc là trong đoạn số 3 thì chúng ta sẽ thấy là if we want to attract the attention of the waiter, we have several choices. We can wait until he passes near us, catch his eye and nod slightly to let him know we would like him to come to our table. Đó, thì đó là những ví dụ cho việc chúng ta sử dụng non-verbal communication trong việc attract attention ha. Rồi, tiếp theo tới task number 3 sẽ là phần Q&A, đọc và trả lời câu hỏi. Thì trong bài này chúng ta, trong cái phần này chúng ta sẽ phải đọc kỹ hơn bài đọc, đọc kỹ hơn để mà tìm ra câu trả lời. Rồi, thì chúng ta có câu đầu tiên. What can we do when we want to attract someone's attention? Chúng ta phải làm gì khi mà chúng ta muốn thu hút sự chú ý của ai đó ha? Rồi, thì cái câu này đơn giản vô cùng, ngay câu đầu tiên trong bài đọc luôn. When we want to attract someone's attention, we can use either verbal or non-verbal forms of communication. Rồi, khi mà chúng ta muốn thu hút sự chú ý vào đó thì chúng ta sẽ có thể sử dụng một là giao tiếp bằng lời nói, còn hai là không bằng lời nói. Verbal or non-verbal tùy theo trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng. Rồi, câu tiếp theo. What are considered to be big, obvious, non-verbal signals? Rồi, thì những cái hành động nào được cho là những cái dấu hiệu của cái giao tiếp không bằng lời nói rất là rõ ràng và to ha. Rồi, thì chúng ta sẽ thấy trong đoạn số 2 chúng ta sẽ thấy chữ big, obvious. Rồi, thì strong gestures that can be easily seen in the distance are considered to be big, obvious, non-verbal signals. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là you see your brother get off the plane and begin walking towards you. Thấy anh trai mình đi từ xa và đang hướng về phía mình. Thì chúng ta phải làm sao để cho người anh đó thấy mình ha? Thì phải là strong gestures that can be easily seen in the distance are considered to be big, obvious, non-verbal signals. Rồi, ví dụ such as jumping up and down, waving. Có thể là nhảy lên, nhảy xuống ha, hoặc là vẫy tay thật là to, vẫy tay thật là mạnh. Rồi, câu tiếp theo. What can we do if we want to attract the waiter's attention? Thì hồi nãy trong đoạn số 2, trong task number 2 chúng ta cũng có nói sơ qua phần này ha. Chúng ta thấy ngay ở trong paragraph number 3. If we want to attract a waiter's attention, we can wait until he passes near us, catch his eyes and nod slightly to let him know we would like him to come to our table. Or we can raise our hands slightly to show we need assistance. Rồi thì nếu mà chúng ta muốn thu hút sự chú ý của người phục vụ thì chúng ta sẽ có thể đợi cho đến khi mà anh ta đi ngang qua, hoặc là có thể đợi cho anh ta đi ngang qua có thể là chạm mắt với anh ấy ha, và có thể gật đầu nhẹ để mà biết là anh ta, để mà thể hiện là mình muốn anh ta đến bàn của mình. Hoặc là chúng ta có thể giơ nhẹ tay ha, để ra hiệu. Rồi, thì cái câu này cũng khá là đơn giản, nhưng mà có thể áp dụng trong thực tế của mình. Khi mà chúng ta đi ăn ở ngoài quán thì khi mà chúng ta muốn kêu cái người phục vụ đến bàn của mình thì chúng ta sẽ làm gì? Thì chỉ cần suy nghĩ về cái tình huống đó thì chúng ta sẽ có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này ha.
Rồi, tiếp theo. If you're walking across the school yard and see your teacher approaching you, what can we do to attract his or her attention? Rồi, nếu mà chúng ta đang đi trong sân trường và tình cờ thì thấy một thầy cô giáo nào đó đang tiến về phía mình, thì chúng ta sẽ làm gì để mà thu hút sự chú ý, để mà cái thầy để mà thầy cô giáo chú ý đến mình? Rồi thì chúng ta sẽ we can use a small friendly wave to attract his or her attention. Chúng ta có thể vẫy tay một cách thân thiện ha, vẫy tay cách thân thiện. Hoặc là chúng ta có thể trong tình huống thực tế thì chúng ta có thể cúi đầu chào rồi nọ ha, để mà thầy cô thấy mình, chú ý đến mình. Rồi, câu tiếp theo ha. Why shouldn't you point at the person or things you want your friend to look at once you've got his or her attention? Rồi, tại sao chúng ta không nên chỉ vào một người hay một vật nào đó nếu khi mà bạn muốn người khác chú ý đến? Rồi, thì chúng ta sẽ thấy ngay là ở đoạn cuối cùng, pointing at someone is usually considered rude. This action is usually considered rude. Rồi thì cái hành động chỉ người khác này thì sẽ thường là việc thì sẽ được cân sẽ được xem là bất lịch sự, là thô lỗ ha. Rồi thì khi mà chúng ta muốn ai chú ý đến cái gì đó thì chúng ta sẽ không nên chỉ vào cái vật nào đó ha, chỉ vào cái vật nào đó khi mà giao tiếp hàng ngày này nọ. Chúng ta có thể dùng cả bàn tay của mình để hướng về phía cái người đó hoặc là cái vật đó ha. Rồi, thì đó cũng là kết thúc của Unit 12. Thì sau khi kết thúc Unit 12 thì chúng ta kết thúc Unit số 3 thì chúng ta sẽ đến với lại phần giải đề thi tuyển sinh trung học phổ thông quốc gia năm 2014. Ha. Thì đây là tiếp theo của phần đề hôm trước. Và đây là đề của khối D ha, khối D. Đây là bài đọc thứ 2 trong cái đề này. Rồi, thì đây là bài đọc nói về việc bảo quản thức ăn ha, bảo quản thức ăn, reserve. Rồi, thì chúng ta sẽ thấy what is the main idea of the passage? Câu đầu tiên trong bài đọc, what is the main idea of the passage? Rồi, thì ý chính trong bài này là gì? Chúng ta có advantages of dry food, water the main component of food, mechanization of drying food, different methods of drying. Rồi, thì chúng ta sẽ đọc sơ qua bài đọc ha. Chúng ta sẽ đọc sơ qua bài đọc. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây có những từ như là preserve này ha. Rồi, if this water is removed, the activity of the bacteria which cause food to go bad is checked. Rồi, sun dry này ha. Chúng ta sẽ có những cách để bảo quản thức ăn. Bảo quản thức ăn ha. Nè, dry mechanically. Hoặc là chúng ta có thể phơi khô. Chúng ta có thể phơi khô những cái rau củ, trái cây, hoặc là chúng ta có thể phơi khô bằng phương pháp máy móc này nọ. Rồi, nói chung là có khá là nhiều cách để mà bảo quản bằng cách phơi khô thức ăn. Cho nên là đáp án của đây sẽ là D, different methods of drying ha, drying, phơi khô thức ăn. Rồi, câu tiếp theo, the phrase do this in the first paragraph mostly means. Rồi, cái chữ do this ở trong đoạn đầu tiên nó sẽ mang nghĩa gì? Rồi, thì muốn biết mang nghĩa gì chúng ta sẽ phải đọc qua bài đọc này ha. Chúng ta sẽ đọc qua đoạn đầu tiên, paragraph number 1. Rồi, đây chữ do this. Rồi, centuries ago men discovered that removing moisture from food have to preserve it, and that the easiest way to do this was to expose the food to sun and wind. Rồi, thì nãy chúng ta sẽ thấy là expose food to sun and wind, remove moisture from food, produce pemmican or moistened food. Rồi thì cái do this này đương nhiên là nó sẽ chỉ cái hành động là removing moisture from food, have to preserve it, and that the easiest way to do this, tức là to remove the moisture from food. Cho nên đáp án sẽ là câu B ha, câu B.
Rồi, tiếp theo. The word checked in the second paragraph is closed in meaning to. The word checked. Rồi, đây cũng là một cái check meaning của cái nghĩa này ha. Thì cái từ check này ở trong đoạn số 2. Chúng ta sẽ tìm đoạn số 2. Tìm đoạn số 2 này ha. Đây chúng ta có chữ checked. Checked. Rồi thì check này nghĩa là gì? Thì check thông thường nó sẽ có mang nghĩa là kiểm tra đó, hay examine carefully. Nhưng mà trong bài đọc này thì chúng ta sẽ xem kỹ lại xem là cái chữ check này nó thật có mang nghĩa examine carefully không. Rồi thì đây, if this water is removed, the activity of the bacteria which cause food to go bad is checked. Rồi, nếu mà cái lượng nước được loại bỏ hết thì cái hoạt động của những cái vi khuẩn làm cho thức ăn bị hỏng sẽ được checked. Checked thì chúng ta sẽ ghép vào ha, reduce considerably, tức là sẽ được giảm một cách đáng kể. Hoặc là motivated to develop, hoặc là put a tick. Thì ở đây hợp lý nhất sẽ là câu A, reduce considerably, tức là được giảm một cách đáng kể ha. Tức là nếu mà chúng ta loại bỏ lượng nước ra khỏi thức ăn thì cái những con vi khuẩn làm thức ăn bị hỏng sẽ được loại bỏ một cách đáng kể, và từ đó chúng ta sẽ bảo quản được thức ăn tốt hơn. Rồi tiếp theo, in the process of trying certain kinds of foods, sulfur fumes have. Rồi thì trong cái quá trình phơi khô một số loại trái cây thì cái khí sulfur sẽ giúp cho để làm cái gì ha, sẽ có tác dụng gì. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy đây. Rồi thì chúng ta có đoạn số 3 ha, paragraph number 3. The methods used vary, but in general the fruit is spread out on trays in drying jars in the hot sun in order to prevent darkening pears, peaches and apricots are exposed to the fumes of burning sulfur before drying. Rồi thì đây chúng ta thấy ngay đầu câu in order to prevent darkening. Rồi thì chúng ta có cụm darkening. Dark là đen ha, thì darken là đen dần đi. Thì để mà làm cho cái da, tức là làm cho những cái loại trái cây này nó không bị đen, nó không bị sẫm màu, thì chúng ta sẽ dùng khí sulfur trong việc phơi khô thức ăn, trong phơi khô trái cây. Thì đây chúng ta sẽ có đáp án là C, maintain the color, tức là làm cho loại trái cây nó không bị sẫm màu, không bị biến màu, giữ lại được màu sắc nguyên vẹn của nó. Rồi tiếp theo, nowadays the common method for trimming vegetables and minced meat is. Rồi thì ngày nay cái phương pháp thông thường để mà phơi khô các loại rau củ và thịt là gì đây? Chúng ta sẽ đọc qua ha. Đây, nowadays most foods are dried mechanically, cách công nghiệp ha. The conventional method of such dehydration is to put food in chambers through which hot air is blown at temperatures of about 110 temperature at entry to about 445 Celsius temperature at exit. Rồi, thì chúng ta sẽ thấy ha, common method of driving vegetable and minced meat is. Đây chúng ta có chữ chambers ha, sẽ là putting them in chambers and blowing hot air through, đặt chúng trong những cái thùng ha, và cho cái không khí nóng đi qua. Rồi tiếp theo, what does the word wish in the fourth paragraph refer to? Rồi thì chữ wish trong đoạn số 4 sẽ chỉ cái nào, câu reference. Ở đây có vegetable, food, things or chambers. Thì chúng ta sẽ thấy chữ wish ở ngay đây ha. Wish. Rồi, to put food in chamber through which hot air is blown at temperature. Rồi, để thức ăn trong những cái thùng, trong những cái chambers. Rồi, để mà cái hot air được thổi qua nó. Thì đương nhiên chữ wish này phải là chữ chambers ha, chambers. Đằng trước wish này chỉ có danh từ là chambers thôi, hợp lý. Rồi tiếp theo, the final product of the process of drying liquids that uses the first method will be. Này,
sản phẩm cuối cùng của cái quá trình phơi khô chất lỏng mà sử dụng phương pháp đầu tiên sẽ là cái gì? Rồi thì chúng ta sẽ thấy phơi khô chất lỏng ở paragraph number 5, paragraph number 5 ha. Rồi thì chúng ta thấy in the first case tức là sử dụng phương pháp trường hợp đầu tiên, phương pháp đầu tiên thì the dry material is scraped off the roller as a thin film which is then broken into small though still relatively coarse flakes. Flakes ha. Đây. Thì cái sản phẩm cuối cùng của nó sẽ là small flakes ha. Rồi tiếp theo, which of the following is not mentioned in the passage? Rồi những cái nào trong đây không được nhắc tới trong bài đọc, không được nhắc tới. Rồi chúng ta có đầu tiên là liquids are not dry in the same way as fruits and vegetables. Tiếp theo là dry foods have several advantages over canned or frozen foods. Tiếp theo là fruits is usually dry by being laid out on trays in the sun. Và cuối cùng là people in India began to use dry method centuries ago. Rồi chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ tìm trong bài đọc là thông tin nào không được nhắc đến. Rồi chúng ta sẽ thấy ha, food này chúng ta fruit is dry, sun dry in Asia gì đó. Rồi đây the method used vary, but in general the fruit is spread out on trays in drying yards in the hot sun. Rồi cho nên là fruit is usually dry by being laid out on trays in the sun là chính xác, có được nhắc tới trong bài đọc, cho nên câu C này chúng ta sẽ loại ha, còn A, B và D. Rồi tiếp theo liquids này ha. Liquids này, such as milk, coffee, tea, soups and eggs may be dry by pouring them over heat gì đó. Thì cái cách mà để phơi khô chất lỏng, để mà bảo quản những cái thức ăn dạng chất lỏng như là sữa, cà phê, trà hay là súp gì đó thì nó hoàn toàn khác với lại những cái cách phơi khô thức ăn, phơi khô rau củ quả, trái cây nọ ha. Cho nên câu A này cũng hoàn toàn chính xác, được nhắc đến trong bài đọc, nên chúng ta sẽ loại luôn A. Rồi chúng ta còn B hoặc là D. Rồi tiếp theo chúng ta có dry foods take up less room and weigh less than the same food back in cans or frozen and they do not need to be stored in special conditions. Rồi dry food have several advantages over canned or frozen food. Thì cái thức ăn phơi khô sẽ có lợi, sẽ có những lợi ích so với thức ăn đóng hộp hoặc là thức ăn đông lạnh ha. Đó là đây chúng ta thấy là không cần phải tích trữ, không cần phải được bảo quản trong cái điều kiện đặc biệt, hoặc là nó nhẹ hơn, đỡ tốn diện tích hơn. Cho nên là câu B cũng được nhắc tới luôn. Cho nên đáp án chỉ có thể là câu D ha. Rồi, tiếp theo, according to the passage, dry food are most useful for. Rồi, trong theo bài đọc thì cái thức ăn phơi khô sẽ hữu dụng nhất đối với gì? Đầu tiên là explorers who are underweight. Tức là những cái người nhà thám hiểm, underweight là thiếu cân. Tiếp theo là soldiers who are not in the battle. Tức là những cái người chiến sĩ không có trên chiến trường, không đang chiến đấu. Tiếp theo là people who are on the move, những người đang di chuyển, tức là đang cần cái việc gì đó gấp ha, đang di chuyển. Tiếp theo là housewife who have little storage space, là những người nội trợ không có nhiều chỗ để thức ăn này nọ ha. Rồi thì ở đây chúng ta là for these reasons they are invaluable to climber, explorers and soldiers in battle who have little storage space. Rồi thì đây là cái thức ăn phơi khô này rất là quý giá, vô cùng quý giá đối với những người cần phải hoạt động và di chuyển liên tục, ví dụ như là nhà leo núi, nhà thám hiểm hoặc là những chiến sĩ đang trên chiến trường ha. Rồi they also popular with housewives because it takes so little time to cook them. Rồi ngoài ra thì nó cũng rất là phổ biến đối với những bà nội trợ, bởi vì là họ không cần tốn nhiều thời gian để mà nấu ha. Rồi thì ở đây chúng ta có explorers who are underway cũng liên quan, chúng ta loại. Tiếp theo là soldiers who are not in battle,
not hay ha, không có cho chiến trường thì đâu cần phải ăn cái này chi cho mệt ha, cho nên là lại. Tiếp theo là people on the move, rồi hợp lý. Tiếp theo là housewife who have little stories bay, rồi cho nên housewife này, nhưng mà đúng là nó cần thiết cho housewife, nhưng mà là cho những ai có ít thời gian ha, chứ không phải là cho những ai có ít cái nơi tích trữ thức ăn. Cho nên chúng ta sẽ có đáp án là C, people who are on the move. Rồi, the passage, câu cuối cùng, this passage is mainly. Rồi thì chúng ta sẽ nói về cái tone của cái passage này. Giọng điệu của cái văn bản này là gì? Đầu tiên là argumentative, analytical, informative, official. Thì nó mang cái giọng điệu tranh luận, tranh cãi, hay là phân tích, hay là cung cấp thông tin, hay là kiểu như là tiểu thuyết. Thì chúng ta sẽ thấy là ở đây nó không tranh cãi vấn đề nào hết ha, cũng không phân tích sâu, và cũng không có mang tính tiểu thuyết này nọ. Cho nên là chúng ta sẽ có đáp án là câu C, informative ha. Informative, informative. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại đề tuyển sinh đại học 2014, nhưng mà là của khối A1 ha, của khối A1. Rồi thì trong bài đọc này chúng ta sẽ có tất cả là 5 đoạn văn ha, 5 đoạn văn. Rồi thì chúng ta sẽ nói ra câu hỏi đầu tiên. According to the passage, a radio telescope enables the detection of. Rồi thì dựa vào bài đọc thì cái radio telescope này sẽ cho phép định vị cái gì, xác định cái gì. Rồi thì chúng ta sẽ thấy ngay trong đoạn đầu tiên, a radio telescope is a radio receiver that sees radio wave. Rồi a light, a normal telescope which see light, a radio telescope is used primarily in the area of astronomy because it can detect radio waves that are emitted by celestial objects. Rồi chúng ta sẽ thấy là detect radio waves that are emitted by celestial objects. Rồi đây ha, đây radio waves sent out by celestial objects, đó là sóng radio được gửi từ những cái vật thể ngoài vũ trụ, những cái vật thể ngoài vũ trụ ha, có thể là thiên thạch, là những cái hành tinh khác, những cái thiên hà khác, hoặc cũng có thể là người hành tinh luôn ha. Rồi tiếp theo, according to paragraph number 2, all of the following are true about growth variable except that. Rồi, dựa vào paragraph number 2 thì tất cả những cái dưới đây sẽ đúng về cái ông growth variable này, ngoại trừ là gì? Đây, thì đầu tiên chúng ta sẽ có là he was an amateur radio operator, hay là he was an astronomer, hay là he was an engineer, hoặc là he was an inventor. Thì trong bốn cái này sẽ có một cái là không đúng sự thật. Chúng ta sẽ tìm ra ha. Đây trong bài, trong đoạn số 2, paragraph number 2. Đây, he was an American who graduated with a degree in engineering. Engineering, cho nên là he was an engineer là chính xác. Câu C sẽ lại. Tiếp theo, he went on to work as an amateur radio operator. Rồi, câu số A, câu A là chính xác luôn, cho nên lại, còn B hoặc D. Rồi, tiếp theo là first, he decided to try to build his own radio telescope in his backyard. Rồi, build his own radio telescope, cố gắng để tạo ra cái radio telescope của riêng mình. Rồi, cho nên là sáng chế ra được, tức là he was an inventor. Cho nên là câu A, câu C và câu D chính xác. Chỉ có câu B là không được nhắc tới. À nè, cái ông này không phải là một người phi hành gia, astronomer ha. À, không phải phi hành gia mà là một cái người nhà khoa học về vũ trụ ha. Không phải. Rồi tiếp, Rose Weber's idea to develop a radio telescope was not successful until. Thì cái ý tưởng mà để phát triển cái radio telescope của ông này không thành công. Mãi cho đến khi nào, he first built one in his backyard. He graduated from an engineering school. He experimented on the third one, or he picked up signals from outer space. Thì cái
Khi nào ông ấy thành công xây dựng được một cái radio telescope cho riêng ổng thì chúng ta sẽ thấy cũng trong đoạn số 2 bài đọc thì thấy là first two radio receive failed to pick up any signal from outer space. But in 1938, his third radio telescope successfully picked up radio waves from space. Thì his third radio ha, tên mãi cái radio thứ ba thì cái radio telescope của ông mới thành công, mới bắt được tín hiệu ở ngoài không gian, ngoài vũ trụ ha. Rồi tiếp theo, the verb pick up in paragraph number 3 is closed in meaning to. Chúng ta có chữ pick up ở paragraph số 3 sẽ gần nghĩa với cái nào nhất? Đầu tiên là send, receive, select or lift. Chúng ta sẽ quan sát paragraph number 3, đây có chữ pick up. Rồi thì đây chúng ta sẽ thấy là allowing the signals to be picked up as strongly as possible. Rồi cho phép cái tín hiệu được pick up càng mạnh càng tốt ha. Thì pick up nó sẽ là receive ha, được nhận. Tức là cái tín hiệu đi tới, tín hiệu được nhận sẽ càng mạnh thì là càng tốt. Rồi tiếp theo, according to the passage, which one of the following statement is true? Đầu tiên là the pattern of radio waves received by radio telescopes is significant. Tiếp theo là the largest radio telescope of all time is the one with the 76 meter diameter. Tiếp theo là a larger dish antenna has a radio telescope produce better results. Hoặc là the big ear in the United States produces the largest array of telescopes. Thì câu nào là đúng? Thì chúng ta sẽ thấy trong cái đoạn này ha, đoạn số 3 này, cũng trong đoạn hồi nãy, chúng ta sẽ lấy a larger dish means that more signals can be received and focalized. Thì cái đĩa nó càng bự, càng to thì càng tín hiệu nhận được nó sẽ càng nhiều. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ thấy đây, a larger dish antenna has a radio telescope produce better results. Này ha, câu C. Rồi tiếp theo, the word current in paragraph number 4 is closed in meaning to. Chữ current ở paragraph 4 sẽ gần nghĩa với cái từ nào nhất? Đầu tiên là water movement, electricity flow, moving or existing. Current ha. Rồi đây chúng ta có chữ current. The largest current radio telescope in the world is the Raton 16600 in Russia, whose diameter is 576 meters. Right. Thì chúng ta thấy đấy, current radio telescope in the world is the gì đó. Thì là cái radio telescope lớn nhất hiện nay ha, lớn nhất hiện nay, tức là còn đang tồn tại. Thì chúng ta sẽ có chữ existing ha, lớn nhất hiện nay existing. Thì cái current nếu mà nó theo nghĩa tính từ thì nó sẽ là existing, còn nếu nó mang nghĩa danh từ nó sẽ là water movement hoặc là electricity flow ha, cái dòng điện, dòng nước. Rồi câu tiếp theo, the word day in paragraph number 5 refers to. The word day reference ha, câu này reference. Chữ day trong paragraph số 5 sẽ chỉ gì? Places, scientists, radio waves or eyes and ears. Rồi chúng ta sẽ thấy chữ đây ở đây ha, đây ngay đây. Without radio wave technology, scientists would not know much of what inhabits the universe, nor would they be able to see it. Rồi, see, có thể see được thì chỉ có thể là người. Và người thì trong cái câu này người duy nhất được nhắc tới là scientists. Cho nên là câu đáp án sẽ là câu B, scientists ha, đây. Rồi tiếp theo, radio waves are scientists' eyes are and ears in outer space because. Rồi sóng radio chính là mắt và tai của những nhà khoa học ở ngoài không gian. Vì sao? Rồi đầu tiên, they allow them to travel to such dangerous places as Mars. Họ cho phép những nhà khoa học, những cái radio wave này cho phép những nhà khoa học di chuyển tới những nơi nguy hiểm giống như là sao Hỏa. Rồi thì tiếp theo là they have to track only manned space missions in space. Rồi chúng giúp cho những nhà khoa học xác định theo dõi được những cái nhiệm vụ ngoài không gian nhưng mà có con người ha, tức có con người tham gia. Tiếp theo là they can recognize who dominates the universe, là chúng có thể nhận ra là ai
là cái người thống trị cái vũ trụ này, nghe là thấy vô lý rồi ha. Tiếp theo là they can help them understand more about the universe. Chúng có thể giúp họ, giúp những nhà khoa học hiểu thêm về vũ trụ. Rồi thì chúng ta cũng thấy câu D là hợp lý nhất ha, nhưng mà chúng ta sẽ đọc lại để mà xác nhận. Rồi thì đây chúng ta có đoạn hồi nãy, without radio wave technology, scientists would not know much of what inhabits the universe, nor would they be able to see it. Thì nếu mà không có cái radio technology này thì cái những người scientist sẽ không thể nào biết về vũ trụ hay biết cái gì có trong vũ trụ, và họ cũng không thấy được ngoài vũ trụ có gì hết. Cho nên là chúng ta ví von radio wave giống như là mắt và tai của những nhà khoa học ở ngoài không gian. Cho nên đáp án sẽ là câu D ha, understand more about the universe. Rồi tiếp theo, the focus of discussion in the passage is. Rồi câu cuối cùng ha. Cái bài này chủ yếu nói về cái gì? Cái bài văn này chủ yếu nói về cái gì? Đầu tiên là radio telescope, radio waves, radio operators, atom and molecules. Thì nói nhiều nhất đương nhiên là radio telescope rồi ha, cái công nghệ radio telescope này giúp cho con người, giúp cho những nhà khoa học biết thêm về vũ trụ ha. Và câu cuối cùng, originally this passage was probably published in. Cái bài văn này sẽ được xuất bản trong tạp chí nào? Tạp chí Fashion Magazine, tạp chí thời trang, hay là tạp chí về khoa học, tạp chí về những doanh nghiệp, hay là cuốn sách về môi trường? Thì cái này đơn giản quá rồi ha, đương nhiên phải là ở Scientific Journal rồi ha, ở Scientific Journal. Rồi, xin lỗi mấy bạn ha, các bạn là câu B, Scientific Journal. Rồi, and this is also the end of my lesson today. Thank you for your listening.